Tây Ban Nha cùng Ý đã ra quân vào đêm qua và kết quả thi đấu của hai bóng lớn sẽ là tâm điểm bản tin ngày 16 tháng 6. Ngoài ra, cập nhật về các câu lạc bộ tên tuổi cũng sẽ có mặt trong clip dưới đây. Cảm ơn các bạn đã đến với kênh bình luận viên Anh Quân News và hãy bắt đầu ngay bây giờ. Xứng đáng là trận mở màn bảng tử thần Euro thì đại chiến giữa Tây Ban Nha và Croatia đã diễn ra đầy sôi nổi vào đêm qua. Phút 29, tiền đạo Alvaro Morata lên tiếng để giúp tập thể xứ đấu bò mở tỷ số cuộc đấu. Không lâu sau đó, Fabian Ruiz tỏa sáng với tình huống nhân đôi cách biệt cho La Roja. Ở chiều đối diện, 7 pha dứt điểm mà Croatia có được trong hiệp 1 chẳng thể giúp họ có bàn thắng rút ngắn tỷ số. Thậm chí tập thể áo caro còn để thua thêm trước giờ nghỉ khi Dani Carvajal lên tiếng ở phút 45+2. Thời gian sau đó ghi nhận những nỗ lực của Croatia với cơ hội lớn nhất là quả 11m ở phút 80. Thế nhưng tập thể vùng ban căng không thể ghi bàn tình huống ở trên nên đành chấp nhận thảm bại cùng tỷ số 0-3. Điều này làm tăng sức ép lên Luka Modric cùng các đồng đội trước cuộc đấu với Albania ở lượt trận thứ hai. Bên kia chiến tuyến, Tây Ban Nha cũng cần chuẩn bị thật kỹ cho cuộc đại chiến sắp tới với Italia vào ngày 21 tháng 6. Đụng độ Albania ở trận cầu đêm qua và Italia đã để đội bạn chọc thủng lưới ngay phút đầu tiên. Tuy vậy, Azzurri đã gỡ hòa thành công ở phút 11 do công của Alessandro Bastoni. Chưa dừng lại ở đó, Nicolo Barella cũng kịp thời lên tiếng để đưa Italia vượt lên dẫn trước 45 phút ở hiệp 1. Nửa sau cuộc đấu không ghi nhận thêm bàn thắng nên tập thể xứ Mì Ống đã có được chiến thắng 2-1 trước Albania. Chung cuộc sau lượt đấu đầu tiên tại bảng tử thần, Tây Ban Nha đang dẫn đầu còn Italia xếp thứ hai. Trong khi đó, Croatia cùng Albania sẽ phải nỗ lực rất nhiều nếu không muốn đối diện nguy cơ bị loại sớm. Ngoài hai trận đấu bảng tử thần thì Euro tối qua còn chứng kiến cuộc đối đầu giữa Thụy Sĩ và Hungary. Là bên sở hữu nhiều ngôi sao quen mặt với người hâm mộ hơn, Thụy Sĩ đã có bàn thắng mở tỷ số do công của Wado Dua ở phút thứ 12. Cách biệt sau đó được Michel Abischer nhân đôi trước khi hiệp 1 kết thúc. Bên kia chiến tuyến, các nỗ lực của Hungary giúp họ có bàn thắng rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2 ở phút 66. Thế nhưng Brand Embolo đã lên tiếng ở thời gian cuối trận để ấn định chiến thắng 3-1 cho Thụy Sĩ một cách rất xứng đáng. Sau là trận đấu đầu tiên, Đức dẫn đầu bảng A còn Thụy Sĩ xếp thứ hai. Trong khi đó, Hungary cùng Scotland chia nhau hai vị trí cuối bảng trong bối cảnh chưa kiếm được điểm nào. Ngay sau khi cuộc đụng độ giữa Thụy Sĩ và Hungary kết thúc, thì ban tổ chức đã tìm ra ngôi sao giành giải thưởng cầu thủ hay nhất trận. Vinh dự trên thuộc về Granit Xhaka sau màn trình diễn nổi bật. Dường như sau một giải thăng hoa cùng Bayer Leverkusen, tiền vệ 31 tuổi đang cực kỳ quyết tâm cùng Thụy Sĩ có một chiến dịch Euro thành công. Được biết ở trận đấu tiếp theo, Granit Xhaka cùng các đồng đội sẽ đụng độ Scotland và nếu giành kết quả có lợi thì cửa đi tiếp của họ sẽ rất cao. Đang trong quá trình chuẩn bị cho Copa America và tuyển Argentina với chốt đội hình cuối cùng sẽ dự sân chơi danh giá nhất châu Mỹ. Tất nhiên tâm điểm của sự chú ý được dành cho Lionel Messi cùng dàn sao chất lượng như Di Maria, Lautaro Martinez hay De Paul. Bên cạnh đó, việc tài năng Alexandro Garnacho của Manchester United trụ lại ở La Albiceleste cũng nhận được sự quan tâm. Đây là cơ hội không thể tốt hơn để ngôi sao quỷ đỏ thể hiện bản thân và tìm kiếm vinh quang trong màu áo của đội tuyển. Tuyển Brazil sắp bước vào chiến dịch Copa America cùng tư cách ứng viên vô địch. Thế nhưng những màn trình diễn gần đây của đại diện xứ Samba không thể khiến huyền thoại Ronaldinho hài lòng. Trao đổi với truyền thông, cựu sao Barcelona cho biết, tôi sẽ không xem bất kỳ một trận đấu nào của Brazil tại Copa America cũng như chẳng ăn mừng chiến thắng nào. Bây giờ là khoảng thời gian buồn cho những người yêu bóng đá Brazil khi thật khó để có tinh thần theo dõi các trận đấu. Đó là một trong những điều tồi tệ nhất trong những năm gần đây. Họ không có thủ lĩnh đáng tin cậy khi đa số chỉ là những cầu thủ trung bình. Với mục tiêu tăng cường lực lượng cho Fenerbahce, thiếu luyện viên Jose Mourinho đang dành sự quan tâm đến cậu học trò cũ Victor Lindelof. Bản thân hậu vệ Bắc Âu cũng khá hào hứng với ý tưởng tái hợp người đặc biệt. Về phía đại diện Thổ Nhĩ Kỳ, Fenerbahce dự định đưa ra lời đề nghị trị giá 8 triệu euro cho Lindelof. Thế nhưng chưa chắc phía Manchester United đã hài lòng với cột mốc trên và có thể Quỷ Đỏ sẽ yêu cầu số tiền cao hơn trên bàn đàm phán. Hôm qua là một ngày rất buồn với các fan của giải Ngoại Anh khi cựu tiền đạo Kevin Campbell đã qua đời sau một thời gian lâm bệnh. Trong sự nghiệp của mình, người đàn ông sinh năm 1970 từng thi đấu cho Arsenal, Nottingham Forest, Everton và West Brom. Ngay sau khi tin buồn được đăng tải, hàng loạt câu lạc bộ cũng như các ngôi sao đã gửi lời động viên đến gia đình của Kevin Campbell. Các quy tắc về tài chính là cơn ác mộng của Everton trong thời gian gần đây. Thậm chí đã có tin đồn về việc The Toffers buộc phải bán một số ngôi sao trước ngày 30 tháng 6 nếu không muốn đối diện nguy cơ nhận án phạt.
Tuy nhiên, đại diện thành phố cảng khẳng định họ không cần phải bán hậu vệ Jarrad Branwell ngay trong những tuần tới. Do vậy, Everton vẫn đang cực kỳ bình tĩnh trên bàn đàm phán với Manchester United cùng các đội bóng cũng muốn có ngôi sao người Anh. Phải chia tay Euro vì bị viêm Abidan, nhưng Alexander Pavlovic cũng có thể tự an ủi khi sắp được Bayern Munich gia hạn hợp đồng. Phía hùng xám xứ Bavaria coi ngôi sao người Đức là một phần quan trọng trong kế hoạch tương lai và đã chuẩn bị sẵn lời đề nghị đến tháng 6 năm 2029. Do vậy, các bên sẽ sớm ngồi lại trong vài tuần tới và khả năng cao Pavlovic chính thức được gia hạn ngay trong những tháng hè. Với việc xuất hiện trong cuộc đấu giữa Hungary và Thụy Sĩ đêm qua, thì Dominic Szoboszlai đã chính thức đi vào lịch sử Euro. Theo đó, ngôi sao 23 tuổi là đội trưởng trẻ nhất từng xuất hiện tại ngày hội bóng đá lớn nhất châu Âu. Chắc chắn đây sẽ là dấu mốc đáng nhớ trong sự nghiệp Dominic Szoboszlai và giờ là thời điểm tiền vệ của Liverpool tìm cách giúp tập thể quê hương tiến xa nhất có thể. Thêm một kỷ lục được xác nhận tại Euro lần này nhưng nó sẽ xuất hiện ở tuyển Tây Ban Nha. Theo đó, Lamine Yamal trở thành cầu thủ trẻ nhất từng ra sân ở ngày hội bóng đá lớn nhất châu Âu khi có mặt ở cuộc đấu với Croatia vào đêm qua. Được biết, Lamine Yamal thiết lập cột mốc lịch sử khi 16 tuổi 338 ngày và rất khó để một ngôi sao khác có thể xô đổ dấu ấn vừa nêu. Thậm chí, mọi chuyện còn đáng nhớ hơn khi cầu thủ thuộc biên chế Barcelona ra sân vào đúng ngày sinh nhật của cha mình và thần đồng La Roja vẫn đang cho thấy sự tiến bộ vượt bậc. Bỏ lại các nỗi lo về thể trạng thì Kylian Mbappe đã quay lại tập luyện bình thường cùng các đồng đội ở đội tuyển Pháp. Thậm chí thủ quân Le Bleu hiện còn cực kỳ sung sức và đã sẵn sàng đá chính trong trận đấu gặp tuyển Áo. Đây là cập nhật cực kỳ quan trọng với huấn luyện viên Didier Deschamps khi gà trống thành Gauloa rất cần một sự khởi đầu tốt để thêm phần tự tin trong nhiệm vụ chinh phục ngôi vương của Euro. Ronald Araujo từng là mục tiêu theo đuổi của Bayern Munich và phía hùng xám xứ Bavaria đã đưa ra hai lời đề nghị với Barcelona vào phiên chợ đông. Cụ thể, những lời hỏi mua của đại diện Bundesliga đều có tổng giá trị là 90 triệu euro nhưng khác nhau về cơ cấu biến phí. Tuy nhiên, Blaugrana đã lắc đầu trước cả hai lời đề nghị trên và tương lai của Ronald Araujo tiếp tục là chủ đề được quan tâm ở thời điểm hiện tại. Vài ngày qua đã xuất hiện rất nhiều tin đồn về việc Nacho sắp chuyển sang Tây Á thi đấu cho câu lạc bộ Al Ittihad. Thế nhưng sự hợp tác giữa cả hai đang bị nghi ngờ khi các bên chưa đi đến thống nhất chung trên bàn đàm phán. Do vậy, khả năng Nacho tiếp tục ở lại châu Âu để cống hiến cho Real Madrid vẫn có thể xảy ra. Bản thân Kiền Kiền Trắng cũng đang chờ đợi lời hồi đáp của ngôi sao xứ đấu bỏ về việc có tiếp tục mối lương duyên với Los Blancos hay không. Nico Williams đang là cái tên rất hot trên thị trường chuyển nhượng khi cầu thủ xứ đấu bỏ được cả các ông lớn bên ngoài La Liga theo đuổi. Arsenal là một trong số đó khi pháo thủ dành sự quan tâm đến nhân tố 21 tuổi. Ngay cả khoản phí phá vỡ hợp đồng trị giá 42 triệu bảng của Nico Williams cũng không phải thử thách quá lớn với pháo thủ. Thế nhưng đại diện thành London sẽ cần dò hỏi tâm tư của ngôi sao sinh năm 2002 về việc có sẵn sàng xuất ngoại thi đấu hay không. Sau khi bổ nhiệm Arne Slot làm huấn luyện viên trưởng thì Liverpool đang hoạt động hết sức sôi nổi trên thị trường chuyển nhượng. Theo tờ Marca, The Kop hiện đang chiếm lợi thế trong thương vụ Dani Olmo và khả năng các bên hợp tác trong thời gian tới. Điều đáng nói là Barcelona cũng đang theo đuổi ngôi sao người Tây Ban Nha, nhưng đội chủ sân Camp Nou tương đối thất thế trước lữ đoàn đỏ. AC Milan vẫn đang tiếp tục quá trình giữ chân các ngôi sao với cầu thủ tiếp theo được làm rõ tương lai là Luka Jovic. Theo chuyên gia Santin Fabrizio Romano, chân sút 26 tuổi tiếp tục gắn bó với đội chủ sân San Siro và các bên sẽ sớm gia hạn hợp đồng. Do vậy, điều tiếp theo mà các fan Rossoneri quan tâm là liệu đại diện nước Ý có mua thêm tiền đạo ở phiên chợ hè hay không. Đã rời xa công việc huấn luyện viên từ lâu và Ole Gunnar Solskjaer vẫn đang đợi lời đề nghị phù hợp. Thế nhưng cựu thuyền trưởng Manchester United gần đây đã nhận một nhiệm vụ ngắn hạn là cung cấp đánh giá kỹ thuật về các trận đấu tại Euro cho UEFA. Đây là dịp để Solskjaer cho thấy góc nhìn về các cuộc thử hùng nhưng người hâm mộ vẫn rất chờ đợi việc chiến lược gia người Na Uy sớm quay lại nghiệp cầm quân. Như vậy chúng ta đã cùng đi hết những cập nhật đáng chú ý trong 24 tiếng qua. Vào tối và đêm nay thì Hà Lan cùng Anh sẽ ra quân ở những cuộc đấu rất đáng chú ý. Kết quả thi đấu của những ông lớn trên cùng nhiều thông tin hấp dẫn khác sẽ xuất hiện liên tục trên hệ thống kênh Bình Luận Viên Anh Quân. Các bạn chú ý đón xem. Còn giờ thì xin chào và chúc các bạn có một ngày có nhiều điều hạnh phúc.